cái câu này mấy em phải vẽ nó ra một cái. A là 200, B là 020, C là 002 phải không? Vậy nó nằm trên 30 vậy nè. A, B, C ở đây nè. Hiểu không bà con? Này 2, 2, 2. Đúng không? Như vậy liệu rằng cái điểm nào mà nó đảm bảo cho cái góc AMB bằng 90, BMC bằng 90, CMA bằng 90? Em có thể đoán ngay luôn, khỏi giải. Đố em điểm nào? Nhìn cái là thấy. Không, không. Tức là điểm M nó phải nằm ngay đây. Còn điểm nào nữa không? Tưởng tượng, còn điểm nữa. Hả? 222 không đúng. Không cần biết điểm đó là bao nhiêu, nhưng có còn điểm nào nữa không? Đối diện, đúng rồi, đối diện với mặt phẳng nào? Hả? Đố em đối diện mặt phẳng nào? A, B, C. Em hãy tưởng tượng nè, đây là một cái điểm nó thỏa mãn cái này phải không? Xong nếu em lấy cái M đối xứng với mặt A, B, C, nó còn thêm một cái điểm M2 ở ngoài đây nữa nè. Ở đây thầy không thể diễn tả được. Tưởng tượng được không? Hai điểm thỏa yêu cầu bài toán của em là câu C luôn đó. Mình có thể trực quan ngay tức khắc và thầy sẽ vẽ cho các em coi. Tuy nhiên bài này thầy muốn giải ra ngô ra khoai luôn, ra cái tọa độ nào luôn cho em coi. Nhưng mà bài này nếu em vô thi á, em có thể suy luận ra nhanh. Đây. 222, 200, 020, 002. Rồi cái điểm đầu tiên nó thỏa mãn đấy, là cái điểm O này nè. Cái điểm này là điểm M1. Nó nằm ngay góc tọa độ O luôn. Thì nó sẽ bảo đảm là cái CMB vuông góc, CM1, CMA vuông góc với AMB vuông góc. Nhưng nó sẽ còn một cái nữa là lấy đối xứng qua. Để thầy dễ mặt phẳng này cái đi, mặt phẳng ABC nhìn nè. Đây. Lấy điểm đối xứng qua. Điểm đối xứng đâu ta? Chết màu rồi. À đây điểm đối xứng nè. Thấy chưa? Này M2. Hai cái điểm này nó sẽ bảo đảm rằng góc này luôn vuông, do nó mang tính đối xứng. Em có thể tưởng tượng ngay tức khắc. Rồi bây giờ mình sẽ thử giải bài này theo phương pháp tọa độ. Giải tọa độ hoàn toàn để tìm ra điểm M luôn. Vậy bây giờ em phải giải ba cái hệ phương trình. Em gọi điểm M là A, B, C giùm thầy nha. Thì em sẽ có vector 3 phương trình, vector AM nhân vector BM bằng 0, vector AM nhân vector CM bằng 0. Hiểu này không? Để đảm bảo rằng nó sẽ thỏa mãn vuông góc. Rồi vector BM nhân vector CM bằng mấy? Bằng 0. Rồi giờ tính nha. Thầy sẽ tính vector AM bên ngoài đi. Vector AM lấy M trừ A, lấy A trừ 2, rồi BC. Vector BM lấy M trừ B là A, B trừ 2, rồi C. Vector CM lấy M trừ C là A, B, C trừ 2. Rồi giờ nhân nha. AM nhân BM là A trừ 2 nhân A. Gọi này BM là B nhân B trừ 2 cộng cho C bình phương bằng 0. Tương tự AM nhân CM là A nhân A trừ 2 cộng cho B bình phương cộng cho C nhân C trừ 2. Tiếp cuối cùng là A nhân A trừ BM CM chứ, là A bình cộng B nhân B trừ 2 cộng C nhân C trừ 2.
Em thấy là cái hệ này nó mang tính đối xứng không? Đối xứng là cái gì? Em sẽ thấy nó ví dụ như cái này a trừ 2 b b trừ 2 c bình. Còn này a trừ 2 b bình c trừ 2, còn này là a bình b b trừ 2 c trừ 2, nó có tính đối xứng. Mà một hệ phương trình có tính đối xứng là em suy ra được a bằng b bằng c luôn. Hỏi suy nghĩ nhiều. Nó mang tính đối xứng mà. Có hiểu cái thầy đang nói không? Ví dụ sau này em gặp cái hệ này nó có tính đối xứng nè, x cộng y bằng 3, x cộng z bằng 3, y cộng z bằng 3, là em có thể suy ra ngay x bằng y bằng z, tại nó mang tính đối xứng. Đây được gọi là hệ đối xứng em. Thế nếu mà mình có a bằng b bằng c thì chỗ nào có b mình thấy bằng a, chỗ nào có c thì mình thấy bằng a. Vậy giờ em sẽ có như sau. Suy ra a nhân a trừ 2 là a bình trừ 2a, còn b nhân b trừ 2 cũng là a bình trừ 2a, hiểu không? Còn c bình thì là gì? A bình. Rồi thế vô mình sẽ có được là 3a bình trừ 4a bằng 0. Cho nên a có hai nghiệm, một nghiệm là a bằng 0 với một nghiệm là a bằng 4 phần 3. Mà a thì bằng b bằng c, cho nên mình có hai cái tọa độ m là m1 là 0 0 0, và m2 là gì? 4 phần 3, 4 phần 3, 4 phần 3, 3 cái. Xong đây thì nó dễ cho mình nè. M1 m2 m1 là 0 0 0, m2 là 4 3 4 3 4 3. Đó, cũng ác á, chung bài này cũng hay. Tuy nhiên em không cần thiết phải tìm ra hết giống như thầy nói, em hãy suy luận ngay tức khắc.